đây chỉ có lòng mình anh, chỉ có những mây xanh chợt nghe, chợt thấy mọi chuyện chợt nghe và mang điều đây. Làm sao đây, làm sao để được có em trong vòng tay. Và nếu mà nói về Bình á, ở lần trò chuyện trước chúng ta đã gặp nhau, lúc đó thì chưa có Thiện, có lẽ là Bình có giới thiệu là Bình đã bắt đầu sáng tác có một vài ca khúc mới. Nhưng mà lần này thì qua thấy là lần gặp trở lại này thì bạn đã có nhiều ca khúc hơn, thì trong quá trình sáng tác như vậy có những cái trắc trở gì không, và bao lâu thì bạn có thể sáng tác một ca khúc? Thông thường á thì Bình không sáng tác ca khúc theo mà tính theo thời gian được, không có tính theo đến thời khóa biểu, thì đến lúc đó mình sáng tác. Bình thì sáng tác theo dạng cảm hứng thôi. Khi nào mà mình có cảm xúc, có cảm hứng thì mình làm. Còn khi nào mà đang làm mà hết cảm hứng không làm nữa. Thì nên mỗi ca khúc của Bình, mỗi ca khúc của Bình, một khi mà ra mắt một ca khúc thì thời gian ngẫm nghĩ và thực hiện nó hơi lâu. Còn tất cả các ca khúc trong album này thì đều là những cảm xúc thật của Bình hết. Những cảm xúc thật trong thời gian qua, từ tình cảm yêu đương của những tự tin, mơ mộng, thơ mộng thiên đường, sau đó đến cái sự tiếc nuối của một tình cảm chân thật vừa ra đi, tan vỡ, xong rồi những nghĩ lại một cảnh cô đơn một mình. Nói chung là tất cả đều là những cảm xúc thật và những lời nói chân thật từ tận trái tim mình để nói ra và gửi gắm đến bạn. Là lúc mà đang yêu á, bị bạn gái bỏ thì sáng tác, đang sáng tác cái bạn gái mà quay lại là hết sáng tác được. Là bạn gái đợi bạn gái bỏ sáng tác tiếp. Vậy là phải mong là sẽ có nhiều cuộc tình đổ vỡ để mới sáng tác được ngay như vậy đúng không ạ? Và đối với giới thiệu một thành viên mới, không biết là duyên cớ nào, một cái duyên mai nào mà bạn có thể đến được với nhóm, bởi vì Khoa với một số người nghe nói rằng là bạn trước giờ chưa tham gia vào ca hát đúng không ạ? Và anh Tuấn bắt cóc bạn từ một quán cà phê hay một buổi gặp gỡ nào ở ngoài đường đúng không? Dạ cũng không phải là bắt cóc. Thì là cũng được một người chị giới thiệu vào nhóm. Trước khi vào nhóm thì Thiện cũng rất là sợ. Thì vừa vào nhóm vừa bắt đầu cầm cái rô hát là già, vào nhóm là than hát rồi. Rồi nghĩ mình không biết có mình có làm nổi nữa, em cũng sợ lắm. Mà anh Tuấn nói em cứ làm cố hết sức mình đi, anh sẽ giúp em. Rồi em miễn sao mà em làm hết sức mình là được rồi. Em thôi, nếu mà giờ anh đã nói vậy thôi, em liều luôn. Em mong là, em cũng mong là em sẽ không làm mất cái chữ La Thăng mà anh Tuấn và mọi người trước đây đã xây dựng 5 năm qua. Nhìn vầng trăng